Nhìn thời gian qua lòng con thêm nhiều buồn lo, lo mẹ lo cha gánh vác trên vai tuổi già. Rằm Vu Lan đàn con xin nguyện thành tâm, lại Phật Quan Âm giúp chúng sanh luôn an lành. Hãy giúp cha con sống vui bên con suốt đời, phù hộ mẹ con sức khỏe dồi dào cho con cháu. Mẹ hỡi cha xin cung thỉnh quý thượng tọa đại đức xin được an toàn. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô đại hiếu kỳ liên Bồ Tát. Kính bạch quý thượng tọa đại đức tăng ni, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay ngày đại lễ Vu Lan, ngày mà tất cả những người con Phật đều hướng về ngôi Tam Bảo, cúi đầu đảnh lễ công ơn cha mẹ. Như câu châm ngôn trong lòng của mỗi người: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Tình thương và lòng hy sinh vô bờ bến của người mẹ hiền là bản tình ca muôn thuở. Thế giới luôn ghi nhận trái tim người mẹ là một kỳ quan đẹp nhất của vũ trụ. Và Đức Phật vẫn thường dạy điều đầu tiên trong thế, trong giáo lý của Ngài, đó là báo hiếu tứ thân phụ mẫu. Và hôm nay, mùa hiếu hạnh lại trở về, được sự cho phép của Thượng Tọa trụ trì chùa Phước Hạnh, gia đình chúng con xin phát tâm cúng dường chương trình văn nghệ thơ nhạc ca tụng về tình mẹ do nhạc sĩ Nguyễn Hiệp sáng tác và một vài nhạc sĩ khác được tổ chức tại chùa Phước Hạnh, Bảo Lộc, Lâm Đồng. Chúng con ước mong trong không gian đẹp đẽ, trang nghiêm và nhiều xúc cảm, quý vị sẽ một lần thưởng thức những dư âm nhẹ nhàng thanh thoát như đôi mắt, như nụ cười của mẹ từ trong những đóa hoa bạch hồng hương thơm tinh khiết, cho chúng con luôn kính yêu những người mẹ còn tại thế và những người mẹ đã vĩnh viễn ra đi về với cõi tỉnh hành. Khi hơi thở hắt ra không trở lại, là buông tay đi vào cõi vô cùng. Bao thương nhớ gửi cho những người ở lại, mẹ đi rồi buông cả nắm tay không. Kính chúc quý thượng tọa đại đức tăng ni, quý đạo hữu luôn được sống thanh cao, từ bi hỷ xả trong lời dạy của chư Phật, chư Bồ Tát, tận bệnh sẽ tiêu trừ và thân tâm thường an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Đại Hiếu Mục Kỳ Liên Bồ Tát. Hàng năm cứ đến ngày đại lễ Vu Lan, chúng ta thường không quên lòng hiếu thảo của Đức Mục Kỳ Liên Bồ Tát. Ngài đã đem anh đào vàng cưới giỏi trú dội ấm cung, cứu mẹ mình một lần lầm lỡ trở về nước chánh pháp, nghiệp chướng tiêu trừ. Mở màn là tam ca Một Kỳ Liên sẽ do tất nữ Phật tử trình bày. Chiều thời thơ lá thu có đàn chiều
nay tình còn nặng trong tha thiết, ơn nghĩa sinh thành chưa trả xong. Ngàn hoa thơm con
Ngoài kia, thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chính là con. Là nụ cười, là niềm vui trong mỗi bước chân của con chập chững từng ngày. Con luôn hứa sẽ không làm mẹ khóc, nhưng lứa tuổi dài khờ chưa hiểu hết tấm lòng hy sinh của mẹ. Để rồi khi trưởng thành, con đã trải qua bao nhiêu gian nan trên đường đời suy ngẫm. Con đã hiểu hết rồi tấm lòng hy sinh của mẹ. Con hứa sẽ hoàn thành những ước mơ mẹ luôn hướng về con trong một tương lai tràn đầy hứa hẹn. Bài hát Ước mơ của mẹ, tác giả Hứa Kim Thuyền, sẽ do cháu Anh Quân trình bày. Dạ, con xin nhận ca khúc này dành cho mẹ của con và các người mẹ ở đây ạ. Thank you.
trước mẹ cũ thấy con đủ vui chưa dần. Thế mà giờ đây con lớn nhanh sau gần năm ấy. Rồi con cũng có ước mơ riêng mình, và con cũng cố gắng theo hết mình. Con ơi, hãy ước mơ thay phận mẹ. Con mưa không khi
Mỗi ngày qua đi, lòng tôi lo sợ mẹ sẽ ra đi, đi mãi không về. Người tôi như thương mẹ đời cô hương.
người có biết vì sao tôi hay không? Hay thường buồn vào tháng bảy này không? Bởi vì tôi chưa tặng một đóa hồng dâng cho mẹ mùa cô đơn bao nhiêu chớp buồn gửi tôi như thương mẹ nơi cô thương mắt đã còn trong người còn xa xăm đi mãi chưa về buồn đất thế buồn sầu đời đưa tôi xuôi khắp nơi vẫn âm thầm mong một ngày hồng xăm sẽ về thăm
Yeah.
giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Tuổi thơ chim cối yên, em cho tuổi già mặn. Con ơn cha mẹ từ biển trời, con chưa bao hiểu được người ơi. Rồi một ngày mẹ lìa xa nhân thế, lòng con đau đớn mãi không. Năm xưa ta còn nhỏ, mẹ tôi
Thank you.
Quê nghèo xa xôi,
gian khổ ngày đêm chăm lo, mong muốn con được lớn khôn. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm thường giá lạnh, và cha nằm bên con sưởi ấm những đêm dài. Vì vậy nếu có điều gì sơ sót
thì cũng xin quý thượng tọa cũng như là quý đạo hữu vui lòng bỏ qua cho những khiếm khuyết. Và bây giờ thì thật sự là nhạc sĩ Nguyễn Hiệp sợ sẽ quý vị ngồi sẽ mỏi lưng, cho nên là tính là rút lui. Nhưng mà có một vài lời yêu cầu là bởi vì bài hát vừa rồi đây của nhạc sĩ sẽ là một bài hát mang một cái kỷ niệm rất thâm sâu đối với người mẹ của chúng con trong gia đình. Vì vậy cho nên xin quý vị một tràng pháo tay để nhạc sĩ Nguyễn Hiệp được trình bày cái bài nhạc phẩm mà anh yêu thương và nhớ nhung về người mẹ hiền chúng con trong suốt cả cuộc đời để sáng tác nhạc phẩm Mùa Xuân Này Tôi Không Còn. Lòng mà khi nghe thầy chủ trì đề nghị là tôi làm cái chương trình Vu Lan ở đây, thời gian nó ngắn quá, hy vọng là cái dòng nhạc lạ lẫm này nó không làm cho các chị ở đây cảm thấy chán ha. Và nếu các chị cảm thấy rằng nó có vẻ được thì vỗ tràng pháo tay, còn nếu không cứ việc thấy không hợp thì bạn bạn thì bạn tôi cũng được. Tôi sẽ hát một ca khúc về kỷ niệm của cuộc đời của tôi, đó là mẹ tôi mất vào một cuối đông. Và cái mùa xuân năm đó là mùa xuân buồn nhất của tất cả anh em chúng tôi. Sáng mùng một không còn thấy mẹ nơi chỗ ngồi quen thuộc để chúc đàn con ngoan hiền thuận thảo, và anh em chúng tôi nhìn nhau rớm lệ. Chúng tôi tự hiểu rằng cho dù mình lớn đến bao nhiêu đi nữa thì cái nỗi lòng cô cút nó cứ vẫn cái quặn thắt ở trong lòng của mình. Và đầu mùa xuân năm ấy, bên bộ phận của mẹ, tôi đã viết Mùa Xuân Này Tôi Không Còn Mẹ. Thank you.
Thank you.
Và trước khi con được đọc lời chào để tạm chia tay trong cái mùa lễ Vu Lan hôm nay, con xin chư Thượng Tọa Đại Đức và cùng quý đạo hữu cho con được mạn phép đọc một bài thơ ngắn. Nhưng bài thơ này có giá trị rất lớn đối với toàn thể những người con của nhân loại. Lời của một tác giả viết về lời dạy của một người mẹ cho những đứa con, cho thế hệ mai sau. Nếu được vậy thì thế giới này sẽ được sống trong niềm an vui, hoan lạc như lời của Phật dạy. Con xin phép được đọc bài Đừng Buông Lời Cái Đắng của tác giả Vinh Hiền. Mẹ bảo rằng nếu chẳng giúp được ai thì đừng buông ra những lời cái đắng. Hãy giữ mình trong phút giây thinh lặng, nghĩ cho người bằng đôi mắt cảm thương. Mẹ bảo rồi ai cũng vấp ngã trên đường, ai cũng có những lần tưởng chừng như cùng tận. Đừng phỉ báng người đời nuôi hờn giận, đừng rẽ kinh ai khốn khó đường cùng. Mẹ dạy làm người có học cách bao dung, để trong lòng, để luôn giữ trong lòng trái tim độ lượng, để cuộc đời yêu thương và tin tưởng. Đừng so đo chắc đét mà làm gì. Nào ai biết trên con đường ngày mai ấy ta đi, có biết bao chông gai đang đợi chờ phía trước, có biết bao ánh nhìn rẽ kinh xuôi ngược, và bao ánh nhìn sắc nhỏ tựa cái đông. Khi con đi qua những ngày tháng thăng trầm, mới hiểu được bao dung là vô quy. Thì hãy cứ nhìn đời bằng tấm lòng hoan hỷ, nhận về mình chút khờ khạo có sao đâu. Hãy thiết tha ngay từ buổi ban đầu, và yêu thương đến những ngày tận cuối, để trong tâm hồn không niềm tiếc nuối rằng đã làm tổn thương ai trong một thoáng vô tình. Và chương trình văn nghệ của mùa đại lễ Vu Lan 2023 chúng con đã thực hiện. Xin chư Phật chư Bồ Tát chứng nhận cho tấm lòng chúng con. Xin chắp tay nguyện cầu cho thế giới hòa bình, cho nhân loại với đi niềm thông khổ trần gian này sẽ giả từ những quần quại điêu linh, và con người sẽ xa lìa ác trượt, quay về thấm nhuần ơn Phật pháp. Và chúng con hằng mơ ước một cuộc sống tương lai tràn đầy tình thương yêu trên khắp mọi nẻo đường. Và câu đó, những linh hồn của các người mẹ hiền của chúng con sẽ mỉm cười hạnh phúc cho một thế hệ mai sau. Mẹ là lòng nước đại dương, là dòng suối mát, là hương chiêu đàn, là hoa thơm nở trên ngàn, là làn gió thoảng mênh mang giữa trời. Mẹ là hoa khắp nơi nơi, lòng con thổn thức một trời nhớ thương. Chúng con xin được kính chào quý Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni, kính chào quý đạo hữu, và đặc biệt xin chân thành cảm ơn Thượng Tọa trụ trì chùa Phước Hạnh đã cho phép chúng con được thỏa niềm mơ ước, được gửi về mẹ những lời ca tiếng hát. Những câu thơ thắm đượm nỗi lòng thương nhớ đến người mẹ hiền chúng con đã ra đi và đi mãi không bao giờ về. Chúng con xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. A Di Đà Phật, Nam mô Vu Lan Thắng Hội, Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Hôm nay thầy thay mặt cho chư tăng bổn tử và tất cả toàn thể các Phật tử thiện nam tín nữ tại chùa Phước Hạnh địa phương, cảm ơn lòng thành tâm cúng dường nhân ngày đại lễ Vu Lan, gửi lời thăm, gửi lời chúc mừng đến đại gia đình của nhạc sĩ Nguyễn Hiệp và thầy cùng chư tăng nhất tâm cầu nguyện
ngôi Tam Bảo, gia hộ cho quý Phật tử được dồi dào sức khỏe, luôn luôn được an lành, sống dưới ánh hào quang của Đức Phật và vẫn bước trên con đường đạo pháp, sống tốt đời đẹp đạo và luôn luôn đi đó đây để phục vụ đạo pháp, phục vụ những lời ca tiếng hát về nhạc lễ Vu Lan hoặc là nhạc lễ rằm tháng tư, và hay không quên cầu nguyện một lần nữa cảm ơn đại gia đình luôn luôn sức khỏe dồi dào và đại đoàn kết A Di Đà Phật.